là em chưa đủ bóng. Mỗi một chiếc đèn này em chỉ lắp có một bóng thôi đấy mà nó đã đẹp lung linh như thế này rồi. Mẫu đèn này hiện tại báo có quý vị là chưa đủ bóng ạ. Đây. À, đây là những chiếc đèn các bác có thể kê để hai bên kệ loa chơi âm thanh tivi, hoặc để đầu giường để làm đèn ngủ, hoặc để một chỗ phòng khách, nói chung là đèn trang trí rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đẹp ạ. Được chưa? Đây. Bảo Giang đưa cho anh ghế thước đấy, để đo cho các bác chi tiết, cực kỳ đẹp. Ở đây em quay cho các bác nhìn này, con đèn này ở trong này này, nhá, đây này, nó hai bóng, thì đây con này bóng này là bóng này em, đây là em lấy tặng bóng ở nhà em, nó không đủ bóng, chứ tất cả các bác mua phải mua cái bóng này này, bóng dạng đông nó bán ở ngoài thị trường rất là nhiều, bóng dạng đông nếu bác lắp vào, nhá, rất là nhiều, ở thị trường rất là nhiều, hiện tại là em chưa đủ em lắp tạm mà thôi. Đấy, đây con này cũng vậy này. Mặt phía này thì chưa có đèn đấy, các bác biết rồi đây, lắp tạm, tóm lại là phải lắp bóng này chứ không phải bóng này, lắp bóng này chứ không phải bóng này. Nhân viên em kiểu hàng thì nó là hàng mới, nó không có đèn nên về em lắp tạm để cho tượng trưng cho các bác đấy. Đấy, đấy, thế mà nó đã lên đẹp như này rồi, nó còn thiếu một cái bóng phễu đây này, đây nó còn cái bóng quả nhót đây nữa, một bóng quả nhót phễu ngược lên. Và những cái đèn này thì em sẽ giới thiệu chi tiết sau, kể cả bên này nhé các bác. Những con này á, ba bóng liền này, một này, hai này, ba bóng nó chỉ 5-6W thôi. Đây này, bóng dạng đông ấy nó chỉ mấy watt đây này, các bác nhìn này, đây này, đấy em nó lắp bóng dạng đông này, nó rẻ thì mấy watt đấy. Bóng này các bác có thể tự tắt từng bóng một đấy, tắt bên này để bên kia cũng được, hoặc là tắt bên kia để bên này tùy. Đây bên này chỗ này còn một chỗ lắp bóng nữa thiếu nhé, đây một dây bật công tắc nữa, ngoài ra nó còn có cả công tắc tổng ở dưới luôn, công tắc tổng ở đây. Đấy, ngoài ra còn đèn ở phía trong này nữa, trong này có đèn nữa. Được chưa? Đấy. À, thì mức giá của ba chiếc này đều có một giá là 3.900.000 một chiếc, 3.900.000 một chiếc, 3.900.000 một chiếc. Bác nào thích màu xanh, em phân biệt luôn nhé. Đây là chiếc màu xanh này, trong nó có ba, lắp được ba bóng đèn, bóng ở giữa là bốn bóng này cơ, nhưng bóng của nó chỉ có 3W, 2W, 5W nên là nó rất là. À, bên này có ba cái khác nhau đấy. Con này là ba bóng này, là bốn bóng này, nhưng con này có hai bóng này. Con này thì lại ba bóng, con này là một bóng dinh dưới này nữa, được chưa? Thì bây giờ là để cho nó dễ thì em phân biệt là màu xanh này, màu xanh nó khác là rõ rồi. Hai cái màu vàng này thì hai cái màu vàng này nó sẽ có một loại là nó có chóa, có bóng lắp ở dưới lên, thì các bác phân biệt giới thiệu cho em. Tất cả những này mã này đều có mức giá là 3.900.000 một chiếc đèn này. 3.900.000 một chiếc đèn này các bạn, 3.900.000 một chiếc đèn này. À, chiếc đèn này đều có công tắc, tất cả đều có công tắc bật tắt tại đây luôn, tổng luôn. Này, được thiết kế họa tiết đèn trong nồi bóng này. Các bác này phải lắp thêm đèn, được chưa? Đấy, chân đế này. À, bên này, không biết nào nặng trịch luôn. Con này nó phải lên đến 4-5 cân, quá nặng các bạn. Đế thiết kế nhé. Con này 3.900.000 mà con này cũng 3.900.000, được chưa? Tất cả đều có mức giá 3.900.000 ghi lên. Các bác thích lấy con nào lấy, sau đây em sẽ đo về cái kích thước của đèn cho các bác, kích thước của đèn cho các bác. Được chưa? Đây kích thước, đây sẽ đo kích thước cho các này. À, về chiều cao này. Chiều cao con này nó 64 đến gần 65. Con này thì 65 này. Con này tầm 64. Cái con này thì cao tầm 65. Con này 64, con này tầm 64. Đấy. Chiều cao của chóa. Con xanh này, cái chiều ngang của chóa này, chiều ngang kịch kim của chóa đấy. Nhá. Chiều ngang kịch. Để em cho cái chiều ngang kịch của chóa để cho nó dễ để các bác bớt các cần cái này mà. Đây. 45. 45 chiều ngang. Cái chóa, chóa đèn đấy, 45 chiều ngang của chóa này, con chóa này xem nào, chống bên kia lên ra bên này. 39 chiều ngang con này 39, còn con này nó có phễu dưới, chiều ngang con chóa này chống bên này, con này cũng 39 ạ, lại 39, con này 39. Mức giá 3.900.000 một chiếc, 3.900.000 một chiếc.
đẹp, các bác có thể đặt mua hai chiếc đặt trên kệ mình chơi đồ âm thanh hoặc là để đồ giường, để phòng ngủ, nói chung là để vân vân nhiều á. Hai kệ để hai bên đầu giường để rất là đẹp và chung để đủ các màu. 3,9 triệu một chiếc. Cảm ơn các bác.